Hi. Hôm nay Trung Kiên xin giới thiệu với quý vị về cái hộp sound module của Roland dòng TD-17. Với cái hộp TD-17 thì trên đây chúng ta có một cái nút, đây là nút nguồn. Sau khi khởi động lên thì đây là cái nhóm room kit, thì nhà sản xuất cho chúng ta là từ bộ số 1 cho đến bộ 50. Bắt đầu từ 51 đến 100 là user để chúng ta có thể là chỉnh sửa theo ý chúng ta. Thì dòng TD-17 cho phép chúng ta có thể import được những mẫu sampler đưa đưa vào để chúng ta có thể làm những bộ kit yêu thích. Thì ở trên cái giao diện các bạn thấy ở đây nó sẽ có một cái nút, đây là nó ghi chữ X tích, có nghĩa là khi đánh vô cạnh thùng, khi chúng ta cần đánh ra tiếng stick thì chúng ta ấn đây. Và đây là vị trí số 1, khi chúng ta cần đổi lên cái bộ trống khác thì chúng ta chỉ cần xoay cái đèn này thôi. Có đến 50 bộ các thể loại. Kế bên đây là nút click để chúng ta có thể là tập với máy gõ nhịp. Chúng ta ấn vào. Ở trên đây màn hình sẽ hiện ra cái tốc độ để chúng ta có thể tập với cái tốc độ bao nhiêu tùy tùy chọn. Thì ở trong đây nó sẽ có một cái menu. Menu để chúng ta có thể là chỉnh cái beat của mình, cái nhịp 3 4 hay 4 4. Và khi bắt đầu tập thì chúng ta có thể là ấn on ngay trên đây. Kế tiếp là chúng ta có một cái chức năng là coach, là huấn luyện viên. Thì trong cái chức năng này nó có ba mục. Đầu tiên là theme check, là chúng ta tập với snare và kick. Nó bắt mình tập trong vòng khoảng 8 ô thì sau khi đó là nó sẽ chấm điểm cho mình là mình đánh như thế nào. Kế tiếp tới mục thứ hai, ở đây thì chúng ta sẽ tập với lại máy gõ nhịp. Và nó liên tục, nó chấm cho chúng ta là chúng ta đánh được bao nhiêu phần trăm đúng. Kế tiếp, cái chức năng cuối cùng là chức năng rất là hay, là nó tổng hợp lại những cái mà một cái bài giống như một bài check ngắn, để khi chúng ta tập với giá trị nhịp thì cái nhịp đầu tiên nó là nốt trắng rồi đến nốt đơn rồi nốt đen rồi nốt đơn rồi lên ba và nốt kép trùm 4. Chức năng nữa là chức năng son. Ở trong đây là trong nhà sản xuất để cho chúng ta 7 cái mẫu để chúng ta có thể là tập. Rồi kế tiếp là dance.
Thì ngoài chức năng song của nhà sản xuất thì chúng ta có song đọc từ thẻ SD, đó là Google AI và MP3. Cái này thì chúng ta phải chuẩn bị một cái SD card. Rồi, ok, bây giờ chúng ta sẽ đến với lại set một bộ kit riêng cho mình như thế nào. Thì nó sẽ có hai cách. Một là chúng ta sẽ đến với cái vị trí user kit, và sau đó chúng ta sẽ chọn assign. Ở đây chúng ta sẽ lựa chọn chúng ta đánh vô cái bet nào thì chúng ta sẽ chọn vô bet đó. Chẳng hạn như chỉnh kích, thì ở trong đây có rất nhiều kích của nhà sản xuất. Nếu như chúng ta đã đưa import sampler vô thì chúng ta sẽ đưa đến những cái user, đến cái vị trí mà user chúng ta đã lưu vô, user của sampler. Nó nằm ở bắt đầu vị trí số 310 của nhà sản xuất là U001. Thì lúc này chúng ta sẽ đưa cái gì vô thì đó, đây là những cái mẫu sampler là chúng ta đã import vô. Kế tiếp, một mẫu thứ hai. Thì ở trong đây nó có một nút thinning, chúng ta có thể là chỉnh cái pitch cao thấp cho nó. Cái nút muddling này để chúng ta có thể là chỉnh cái ring mood ở trên tom hoặc là kick để nó giảm bớt âm thanh. Và kế tiếp bên đây là nút order. Order thì chúng ta sẽ có nhiều các thư mục. Ở trên giao diện của cái hộp sound module này thì nó sẽ có 4 nút chỉnh ở đây, 4 nút control. Thì đây là nút volume tổng. Kế tiếp đây là nút chép và bass. Nút ambience đây nó là một cái độ êm ái. Nếu chúng ta thích một cái tiếng mộc bình thường không có các hiệu ứng can thiệp thì chúng ta cứ tắt này đi. Và khi chúng ta sử dụng cái bộ chống mà TD-17 thì chúng ta nên sử dụng hai layout. Tại vì khi mà chúng ta set ví dụ chẳng hạn như tum, chúng ta set đây ở trong đây nó sẽ có là dB của từng cái mẫu âm này là lớn bao nhiêu, và mình phải chia cái ban lan, có nghĩa là left right. Còn nếu như khi mà chúng ta làm đi đánh show mà chúng ta đánh chỉ có mono thôi, trong khi đó điều kiện âm thanh đầy đủ mà chúng ta đánh mono, thì chẳng hạn như khi chúng ta chia qua L có nghĩa là qua left một chút xíu, thì khi đi đánh mono là cái tiếng đó về cái độ dày và cái center nó sẽ bị giảm xuống, nên chúng ta phải vô đúng mà đi đúng là highlight L và R. Với hệ mới nhất của dòng Vroom TD-17 thì hộp sound module cho phép chúng ta có thể là kết nối Bluetooth. Thì setup Bluetooth thì như thế nào, thì đầu tiên là chúng ta sẽ vô trong cái thiết bị điện thoại chúng ta, sau đó chúng ta sẽ ấn setup ngay đây. Rồi chúng ta enter vô mục Bluetooth đầu tiên. Rồi chúng ta sẽ chọn pairing. À đây rồi. À, trên điện thoại chúng ta nó sẽ hiện ra là cái TD-17 audio, chúng ta ấn vào đây. Thì lúc này chúng ta vô tư mà chúng ta mở những cái backing track dành riêng cho trống, rồi những hoặc những bài nhạc nào đó, chẳng hạn như mình muốn tập một bài bolero đúng không? Đây chúng ta sẽ chọn một cái bài bất kỳ. Lúc này thì chúng ta sẽ vô tư tập với lại không cần phải gắm dây rườm rà gì cả.
rằng xanh màu trắng như vì sao gối đầu ngồi. Vâng, thì vô cùng hiệu quả với lại chức năng Bluetooth. Vậy thì các bạn còn chờ gì nữa, hãy sở hữu ngay cho mình bộ Vroom TD17 KVX. Vâng, xin chào và tạm biệt các bạn. Xin hẹn các bạn vô phần 2 về phần giới thiệu nâng cao cho dòng TD17. Xin cảm ơn cả nhà. Xin chào các bạn.